Hôm nay em đi tiêm về đây. Wow, khóc rãi rất kinh nhỉ. Em khóc một lúc thôi, xong là em tịt ngay nha. Nè, em đau quá. Nè, em khóc một lúc rồi. Không khóc nhiều đâu. Cái mạnh mẽ đấy nhỉ. Biết hóng rồi. Mồm kia là biết hóng ớt rồi. Biết nói chuyện rồi. Chào mày gì mà kinh thế? Ồ, gì? Con muốn nói gì ạ? À? Tiêm vào vai nhỉ? Nhiều vai là hơi đau ấy nhỉ? Ui, tiêm vào chân đùi gì đỡ hơn? Nhiều vai đau tay, đầu vai, đúng không? À, ngoan xế, đi về tiêm về, ngoan xế. Ui, đạp đấy. Hả? Em muốn nói gì không? Muốn xin. À, đi theo đấy, biết đi theo rồi đấy.